Xin chào tất cả các bạn. Buổi chiều hôm nay thì nó lâu lắm rồi nó mới có được một cái ngày nắng ngon như vậy. Hôm nay mưa quá trời mưa, nó mưa suốt mấy tháng nay rồi. Hồi sáng giờ tranh thủ trời nắng thì làm vaccine đồ này kia đủ thứ hết. Sọ nào là tách cặp gà lớn thì tách cặp cho nó ra cặp để mà quay cho các bạn xem, các bạn lựa. Còn gà nhỏ thì làm vaccine đủ thứ hết, cộng thêm cái máy ấp nó gặp trục trặc nữa, cho nên chạy túi bụi từ sáng giờ. Cho nên bây giờ là gần chiều rồi, 4 giờ mấy 4 rưỡi 5 rưỡi chiều rồi nó mới xong công việc. Bây giờ thì buổi chiều thì anh ba đang dán thùng để một chút xíu nữa là soạn gà để gửi cho khách. Thì khách đặt thì thông thường thì khách đặt trong ngày thì tới chiều soạn gà, chuẩn bị thùng này kia, rồi sáng bắt đầu bắt đi gửi. Cộng thêm cảm nữa. Năm nay là nó mưa nhiều hơn mỗi năm các bạn. Bắt đầu từ gầm tháng 3, mình nhớ đâu gầm tháng 3 là nó mưa, hầu như là mưa bão xuyên suốt tới thời điểm này luôn. Mới dứt bão được ngày hôm nay là nắng thôi. Nuôi gà đến mưa riết mà thấy bực mình luôn. Nó mưa quá trời rồi, nói chung là mình phải làm vaccine, rồi gà bệnh phải làm thuốc này kia đủ thứ hết, tất cả các loại. Tuy nhiên thì ở cái trại của mình thì nuôi chủ yếu là gà kiển, chim kiển này kia, cho nên là nó cực, nhưng mà cái thu nhập mình nó có. Có rất là nhiều bạn đang muốn mình chia sẻ cái mô hình nuôi gà kiển để mà các bạn tham khảo, tại vì có nhiều bạn đang muốn thực hiện mô hình chăn nuôi nhưng mà không biết nuôi con gì, đang lay quay không biết chọn cái con gì. Tại vì các bạn thấy rõ ràng cái thực tế là bà con nông dân mình là trong năm nay là hầu như là rất là khổ, rất là khó khăn. Có nghĩa là cái giá thức ăn nó lên cao quá. Mình nói thí dụ thực tế ở đây mình nuôi thì mình biết cái bao thức ăn mà nó giá nó 270.000 mà tới thời điểm này là nó lên 390.000, như vậy là nó lên 120.000 bao rồi, nhưng mà nó chưa có cái dấu hiệu là giảm xuống nữa. Cái dấu hiệu là nó đang khan hiếm cái nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn, cho nên là nó cứ lên, cho nên là hầu như là bà con mình nuôi với cái giống thông thường là chỉ mang tính chất cầm chừng thôi, lỗ là đa số, cho nên là một số bạn rất là hoang mang. Thì các bạn đang lay quay không biết nuôi gì thì cũng nên là nuôi một số loại gà kiển đi, không nhất thiết là những cái loại gà như bên mình. Thì sẵn đây thì mình cũng chia sẻ các bạn tại sao là mình chọn cái giống gà kiển mình nuôi, một số cái đặc tính của gà kiển là như sau. Thì mình chia sẻ các bạn cái thứ nhất á, cái con gà kiển là mình chọn á, lý do là thứ nhất là ít người nuôi, gà kiển ít người nuôi. Cái thứ hai nữa là cái giá nó cao, tại vì cái đối tượng mình tập trung là chủ yếu là những cái người mà người ta khá giả, người ta nuôi để người ta làm cảnh, hoặc là những cái bạn mà đam mê người ta sưu tầm gà cảnh thì nó nằm trong cái top là không phải là công nhân hay là người lao động nghèo. Ví dụ như các bạn nuôi cái con gà thịt thông thường thì bán tiêu thụ chủ yếu là cho những cái người mà công nhân lao động nghèo đó, thì cái giá nó rất là rẻ, cho nên là tại vì ở đây là mình không phải mình nói mình bắt mắt, tại vì mình mua, ví dụ như mình mua cái cặp gà đó 2 triệu thì khi mình ghì giống ra được thì mình có thì mình bán cũng từ cái giá đó trở lại thôi, cái giá thị trường nó trở lại thôi đó, mình lấy ví dụ vậy. Cái thứ nhất thì mình nói cái vấn đề thứ nhất là cái giá cả nó có giá, cái thứ hai nữa là ít người nuôi, cái thứ ba nữa là mình đỡ tốn công chăm sóc. Tại vì cái gà kiển mà là mình nuôi cái số lượng nó không có bao giờ nó bằng cái số lượng gà thịt được. Nếu mà gà kiển mà nuôi số lượng bằng cái thịt rồi thì giống như là gà thịt luôn rồi. Cho nên tại vì nó mắc quá, là ai đâu mà nuôi số lượng nhiều được. Cái thứ hai nữa là cũng chính là do là mình nuôi số lượng ít, cho nên cái công chăm sóc mình nó rất là nhẹ, chứ nó không giống như con gà thịt mình nuôi đàn cả trăm con cả ngàn con thì mình chăm sóc nó rất là cực, thuốc men này rất cực. Cái thứ ba nữa là trong cái khâu mà bán thì hàng kiển mình bán, mà các bạn biết là Các bạn biết mình là mình quay rất là nhiều rồi. Ngay khi cái con gà mới nở ra là mình đã quay, mình chia sẻ, mình bán, mình chia sẻ con giống ra cho các bạn rồi. Mình quay mình bán dài cho tới lớn luôn. Các bạn biết cái con gà kiển đó mình bán là nói chung là nó càng lớn thì nó càng có giá. Nó không giống như cái con gà thịt. Nó không giống như cái con gà thịt. Ví dụ như cái con gà thịt thì các bạn nuôi bắt con giống về nuôi, nuôi tới khoảng ví dụ như cái con gà đó quy định là 5 tháng nó sẽ đúng lứa, đúng tới tuổi xuất chuồng, có nghĩa là thương lái người ta có quy định là con mái là nó khoảng tầm 1,5 kg, con trống khoảng tầm 2 kg, thì nó khoảng 5 tháng này nó vô gơi đó thì các bạn bán được. Nhưng mà nếu lỡ như mà các bạn nuôi mà ví dụ tới thời điểm đó mà thị trường nó tiêu thụ chậm hoặc là giá nó rớt xuống thì các bạn bán lỗ thì cũng không được, mà neo lại thì càng neo thì càng chết. Cái giai đoạn đó là cái giai đoạn nó đang ăn nhiều. Mà mình neo lại, mà đặc biệt cái là ví dụ mình neo lại mà khi mà nó bự lên thì thương lái nó không chê hoặc là giá nó cao hơn thì cũng nói. Mình neo lại nuôi nó bự quá lứa cái bắt đầu nó chê nữa, coi như là cái thời gian mình nuôi thêm đó là coi công cấp, mà cái giá thì nó ép mình xuống nữa, tại vì nó nói quá lứa rồi. Nói chung là rất là nhiều cái thứ khó chịu. Chứ còn con gà kiển của mình á, ví dụ như các bạn để càng lớn, nó ví dụ nó càng lớn thì nó càng đẹp, nó càng có giá. Ví dụ để tới đẻ luôn thì nó càng có giá nữa. Cái con gà đẻ, con gà sinh sản nó có giá hơn cái con gà mà còn nhỏ nữa. Cho nên là cái thời gian bán từ mới nở cho tới lúc trưởng thành, lúc đẻ này kia mình bán vẫn được giá. Đó, mình thích đó. Cái thứ hai nữa là cái số lượng người nuôi ít. Ủa, hồi nãy giờ nói nhiều cái rồi chứ không phải cái thứ hai. Thì một cái nữa là cái số lượng người nuôi nó ít người nuôi, ít người chơi, có nghĩa là một số cái bộ phận nào yêu thích này kia mới nuôi thôi. Ở đây mình nuôi gà kiển thì mình nuôi ví dụ nó có ế lại mình cũng không sợ nữa, tại vì số lượng ít nó ăn cũng không bao nhiêu, chứ nó ăn cũng không bao nhiêu, cho nên là mình không có quan tâm, mình không có bận tâm tới cái việc mà ăn uống của nó. Thì tính ra cái con giống để mình đầu tư mình nuôi con gà kiển thì tính ra nó nhẹ hơn cái con gà thịt nhiều, tại vì mình nuôi đâu cần số lượng nhiều. Ví dụ một lội chừng 1 cặp 2 cặp gà được rồi, mình nuôi thì tới lớn lên nó sinh sản ra thì mình nuôi gà mình bán lại. Ví dụ mình mua cái lội đó 1 triệu 1 cặp thì nữa mình nuôi lớn lên mình bán lại 1 triệu 1 cặp trở lại, giá đó trở lại thôi. Chúng nó tóm lại là lúc mình có gà ít thì mình bán giá cao, lúc rồi có gà nhiều thì mình bán giá thấp vậy thôi. Đó. Thì các bạn không biết đầu tư cái gì thì nên đầu tư gà kiển đi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một số cái combo gà kiển như mọi khi để các bạn hồi nãy giờ có các bạn nào có hứng thì các bạn lựa, các bạn có thể mua, không nhất thiết phải mua giống bên mình, mà các bạn nói chung là quan trọng là cái con nào mà thứ nhất là các bạn thích, cái quan trọng là cái bản thân mình thích. Tại vì mình ban đầu mình nuôi là mình cứ nghĩ là mình mua con giống mình để mình thích, mình mua mình chơi đi đó, khi nào nó sinh sản nó đẻ ra thì lúc đó mình bắt đầu mình kinh doanh lần lần từ từ mình mở rộng ra. Nhiều khi nó đẻ ăn đàn ra 10 mấy con, chứ nhiều khi mình bán cũng 10 mấy triệu cũng chừng, nuôi tới lớn lên đó. Nó có nhiều cái để nói lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì để cái thời gian để cho mình chia sẻ một số cái combo gà kiển ở bên mình nữa đó. Đây anh ba đang bỏ gom vô mấy cái thùng, đang chuẩn bị sáng ship gà cho khách nha các bạn. Bữa nay có mấy anh chị đặt gà đó thì chuẩn bị. Đây là đàn cụ Thái. Mình ship gà mình bỏ gom vô đặng cho nó ỉa, nó đi phân nước này kia nó đựng. Mỗi khi thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn một số cái combo gà kiển ở bên mình. Thì hiện tại thì có một số cái con giống còn trong lòng ấm thì chia sẻ cho các bạn. Đây là cái ổ sư tử Ba Lan. Ổ sư tử Ba Lan này cũng khá là to, nó khoảng 30 con 40 con đó, nói chung mình không đếm nữa, khoảng 30 con đi. Nó cỡ này nó rất là khỏe mạnh, nó rất là sung luôn các bạn, rất đẹp, này gà rất đẹp nha. Đây là cái ổ này nó khoảng tầm 1 tháng rưỡi tuổi nha các bạn. Ổ này nó tầm khoảng 1 tháng rưỡi tuổi. Có một số con thì nó phân biệt được trống mái rồi, nhưng có số con thì chưa. Gà này hơi khó phân biệt với trống mái. Cái ổ này thì nó tầm ổ này thì nó tầm 3 tuần tuổi nha các bạn. Ổ này thì tầm 3 tuần tuổi. Ổ này thì nó tầm 1 tuần tuổi. Ổ này thì tầm 1 tháng tuổi nha các bạn. Ổ này tầm 1 tháng tuổi nha. Ổ gà này tầm 1 tháng tuổi. Còn đây là gà tí hon. Gà tí hon nó tầm 1 tháng rưỡi tuổi nha các bạn. 1 tháng rưỡi 2 tháng tuổi có hết, nó đủ lứa hết. Tại vì hôm nay là trời mưa quá, trời mưa thụt xịn luôn, cho nên là mình không có cho nó ra chuồng đất. Chứ thôi cái thời tiết mà nắng vậy là hôm nay mình cho nó ra chuồng đất cho nó thông thoáng đó rồi. Gà tí hon. Đây là ổ gà tí hon. Còn đây là cái tớp gà tí hon từ 2 tháng tuổi trở lên nha các bạn. 2 tháng mấy. Tại vì nó mấy Tết con này. Tại gà này nó hiền lắm cho nên là mình nuôi chung được, hồi nhỏ mình nuôi chung được. Thì thức ăn hàng ngày của nó là chủ yếu là rau, bắp, thức ăn cám. Còn nếu mà nó lớn lên nữa thì các bạn nên tập cho nó ăn lúa, bỏ lúa vô cho nó ăn. Tại vì con gà kiển đó mình không có cần phải dỗ béo giống như gà thịt, mình chỉ cần nuôi sao cho nó mướt lông, đủ chất nó mướt lông, nó sung con gà được rồi. Nó không cần phải giống như con gà thịt mình phải dỗ béo nó. Đó. Thì một chút xíu nữa thì mình sẽ tách một số cái loại cặp lớn lên để tách ra, nhưng mà bữa nay mình không có quay cặp tách ra. Ví dụ bạn nào có cần thì alo mình gửi qua Zalo mấy cái cặp mình tách ra cho các bạn xem, các bạn lựa. Thì quay cho các bạn xem một số hình ảnh của gà để mà bạn tham khảo. Nói chung là ở đây nói chung là nhắc đi nhắc lại cái vấn đề mà vaccine, thì ở đây là mình làm vaccine rất là kỹ nha các bạn. Thì nuôi gà nhiều thì nó không có tránh khỏi một vài con bệnh được. Tuy nhiên thì vaccine thì các bạn cứ yên tâm. Ở đây mình nuôi là vaccine, giai đoạn nào là mình làm vaccine theo cái giai đoạn đó hết. Các bạn cứ nghĩ nếu mà mình không làm vaccine thì cái người mà chết trước là mình á, chứ không phải là là các bạn mua đâu. Các bạn mua có 1 cặp 2 cặp nó chết không sao, còn mình đây nếu mà không làm vaccine nó chết là chết cả đàn luôn. Các bạn biết ở đây ngoài gà kiển ra còn mình nuôi còn chim công, chim chỉ được nhiều lắm chứ không phải là gà kiển này không. Thì tại video thì mình làm cho mình quay cho các bạn xem gà kiển thôi, chứ còn chim công mình nó quay. Cho nên là các bạn thấy mà cái trại nào mà nuôi nhiều thì các bạn nên yên tâm về cái vaccine. Xin làm đầy đủ theo giai đoạn nha. Chứ tại vì chắc các bạn nào nuôi gà nhiều, các bạn nuôi gà thường các bạn sẽ biết vaccine, thí dụ như 3 ngày tuổi nhỏ mắt nhỏ mũi, 7 ngày xăm cánh, 10 ngày rồi dùng gum, 18 ngày kháng thể, rồi 1 tháng rưỡi là dịch tả này kia vậy đó. Như là giai đoạn nào thì mình làm theo giai đoạn đó. Có một số bạn chưa có chăn nuôi cho nên chưa có biết. Nhiều khi nói hỏi mua gà 1 tháng mà anh làm đầy đủ vaccine chưa, hoặc là một số người bán người ta nói gà đăng lên gà 1 tháng mà nói gà 1 tháng tuổi đã đầy đủ vaccine, là cái chuyện đó không có nha các bạn. Vaccine nó theo giai đoạn nào vaccine đó, không có tiêm được 1 lần. Cho nên là nó kéo dài tới khoảng tầm 2 tháng tuổi, bèo lắm phải 2 tháng tuổi nó mới đủ vaccine. Đó. Thì đàn này mình đã tiêm cúm rồi, H5 rồi, dịch tả rồi. Đó. Bữa hổm chích cúm vô nó cúm luôn khoảng chừng nửa tháng trời nó mới tỉnh lại. Tại chích quá liều các bạn ơi, cho nên là chích vô nó xỉu luôn. Rút kinh nghiệm con này thường thường mà bên thú y nó kêu mình chích nửa c, nhưng mà con này nó ra chắc có lẽ là do gà nó quá nhỏ, tại vì nó có 200g mà, thì mình chích chắc khoảng 0,3 được rồi, 0,2 0,3 được rồi, chứ còn không có nên chích 0,5. Mấy cái tớp này thì có 4 tháng, có 5 tháng, có một số con máy đã đang đẻ rớt trứng nữa. Bạn nào cần máy đẻ rớt trứng thì cũng có luôn. Gà 4 tháng có, 5 tháng có. Tại vì nó nhiều lứa, ví dụ như lứa đó lứa đẻ ra 20 con mà bán hết 15 con này còn 5 con, thì ví dụ còn 5 con thì mình cũng nhập vô lứa sau. Nhập vô lứa sau bán thôi cũng chưa hết thì cũng nhập vô lứa sau nữa, tại vì mình đây mình đâu không có giống như là bán gà thịt sức chuồng, cái là sức sạch chuồng, chỉ là ở đây là mình bán khách nuôi kiển lẻ thôi, cho nên là nhiều khi nó còn tồn lại, ví dụ còn tồn máy không, tồn trống không, nhiều khi như vậy đó. Cho nên là các bạn thấy có lớn có nhỏ có gì đó. Đó, vừa chia sẻ cho các bạn một số cái combo gà với mình. Nói chung là lúc gà nó đẻ nó cũng không có còn gộ nữa, giống như là nó hết mùa nó vậy, cho nên là số lượng nó cũng còn ít chứ không có nhiều các bạn. Thì nói chung là mình ở đây chỉ có giống tí hon Sigama với sư tử Ba Lan thi, thì hai cái giống này thì mình chia sẻ rất là nhiều clip trên kênh chăn nuôi của miền Tây của mình rồi, cho nên là hôm nay mình chia sẻ đại khái một số loại thôi, mà một số cái hình ảnh như vậy thôi. Ví dụ như bạn nào mua gà sư tử Ba Lan á, thì các bạn alo cho mình. Còn gà tí hon Sigama thì mình cũng có tách cặp riêng rồi, mình cũng có quay riêng rồi, nhưng mà mình không có đăng trên clip này, mình chỉ đăng đại khái những cái bầy hồi nãy thôi. Các bạn nào có mua thì nhắn tin inbox riêng cho mình gửi hình ảnh cụ thể từng cặp qua cho các bạn lựa cho nó dễ, chứ để nguyên bày rồi nhiều khi bạn trước mua cặp đó rồi bạn sau cũng hỏi ngày cặp đó thì nó hơi khó. Cho nên là thường thường gà Ba Lan gà lớn là mình tách cặp ra, ví dụ khách mua cặp này rồi dứt điểm cặp này xong, còn những cặp khác thì khách lựa được, chứ còn chụp quay nguyên bày thì nó khó lắm. Tại vì các bạn biết, thí dụ quay nguyên bày lên trên một cái clip như vậy, quay nguyên bày thì ví dụ bạn trước mua cặp đó rồi bạn sau cũng thích cặp đó rồi hỏi ngay chân cặp đó rồi một chừng 2-3 bạn mua chừng 3-4 cặp thì nó lộn xà ngầu tùm lum hết trơn rồi. Cho nên là thường thường là mình quay, bạn nào cần thì inbox mình quay riêng lẻ từ cặp để cho các bạn lựa chọn. Thì giá cả thì mình sẽ báo giá qua từng cặp luôn. Có mắc có rẻ, chứ còn không có ở đây thì mình không có báo giá lên cho đây được. Tại vì báo giá lên cho đây thì một số anh em nuôi á, một số bạn nuôi á, ví dụ như thấy người thấy mình bán giá đó 1 triệu 2 triệu một cặp, cái bắt đầu nó bên kia nó hạ giá, mày bán 2 triệu tôi bán 1,5 triệu thôi. Nếu mà thằng nào cũng để lên vậy dòm qua dòm lại với nhau, bắt đầu hạ giá, đặng cạnh tranh thị trường mà cuối cùng hạ giá xuống thì chết ngắt hết trơn. Cho nên là thường thường anh em chăn nuôi ít cái khi nào bán giá công khai lắm. Bán giá công khai thì nhiều khi mình bán giá đó rồi anh kia thấy vậy cái bắt đầu hạ giá xuống. Ví dụ hạ giá xuống thì đương nhiên tao bán được, cái hạ giá xuống cái bắt đầu mình thấy rồi nó hạ giá xuống bán được cái bắt đầu mình cũng hạ theo rồi bên kia nó hạ theo hạ riết rồi. Nói chung người nuôi người mua gì cũng chết chứ, không có giữ được cái giá của thị trường, cho nên là chết chùm hết. Cho nên có gì các bạn cũng thông cảm nha. Có gì nếu mà bạn nào có thật sự nhà ý mua thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp thôi, chứ đâu có gì đâu lăn tăng. Ôi bữa nay cắt một cổ. Thôi video ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.